khẩu game. Nè ma bưng. Hello, xin chào tất cả mọi người. À, anh em vừa quan sát thì đó chính là cái bản Liên Quân Mobile phiên bản ở bên Hàn Quốc mới ra mắt được một tuần thôi. Thì anh em có thể quan sát đây là cái bản đây thì nó khá giống là cái phiên bản trước update của Liên Quân Mobile ở Việt Nam. Thì chỉ có điều đặc biệt là phiên bản này thì nó sẽ nói tiếng là Hàn Quốc thôi. Và giá tướng sẽ được thay đổi nha anh em có thể quan sát trong shop này. Đây là giá tướng này, anh em chú ý này. Các vị tướng chỉ có mới ra mắt thôi, nhưng mà các vị tướng có cả Jina và Lumbu rồi. Giá chỉ có 3,000 vàng thôi. Đây các vị tướng được giảm giá và rất là rẻ anh em có thể thấy. Nhưng mà những vị tướng khác như là đây Butterfly hay Lữ Bố đều được bán với giá 19.000 vàng. Không kiểu 18.888 vàng như Việt Nam. Bên này họ làm chẵn nha anh em. Số chẵn tròn chính luôn. Vì là mới ra thôi nên chỉ có từng này tướng thôi. Anh em có thể vào chơi. Chắc chắn là bên Hàn Quốc thì toàn gà rồi. Anh em có thể sang mà chăn gà. Đó, anh em là thích neo danh hay chăn gà thì đều có thể sang chơi. Đây những bộ trang phục đây. Mới ra vắt thì đã có trang phục rồi. Anh em có thể thấy là Triệu Vân đoạt mệnh thương được bán rất rẻ, như kiểu là 10 quân huy như kiểu cho không luôn kìa. Anh em có thể thấy. Đó, mình chưa có nạp cái gì chưa mua được. Trang phục cực kỳ rẻ. Ở đây thì anh em có thể chơi được đoạt mệnh thương rồi các bộ trang phục. Nói chung là ở cái server Hàn Quốc này giá cả sẽ rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều. Anh em có thể tùy thích mua và thích cày tướng rồi cày danh khá là dễ. Và đặc biệt là cái bản này thì nó sẽ không chặn IP Việt Nam. Vì vậy nhưng mà anh em không thể trực tiếp lên CS Play để tải đó được. Vì vậy để tải được cái trò này Liên Quân Mobile Hàn Quốc này thì anh em phải làm theo hướng dẫn của mình. Ok. Rồi đầu tiên thì anh em phải tải cái phần mềm này về cho mình. Đó là APK Pool. APK Pool này. Đây. Đây chính là phần mềm APK Pool. Đó. Để tải phần mềm này để anh em để cài đặt file APK và file XAPK. Vì vậy mình tải cái file XAPK về mà. Rồi. Còn xong anh em vào cái link tải cái trò Liên Quân Mobile phiên bản Hàn Quốc mình để bên dưới để anh em tải file XAPK về. Đó. Anh em tải về thì anh em chỉ cần click vào link và nó tải về thôi. Xong anh em vào đây. Tải xong rồi nha anh em vào đây. Phần quản lý của cái file XAPK này, à file APK Pool này. Anh em vào phần quản lý APK và XAPK. Đó.
thì anh em sẽ thấy là các file XAPK anh em tải về và APK anh em tải về đó. Đây là phần quản lý các file cài đặt. Đây chính là cái phần chữ netbeam này, netmapper này đó. Anh em ấn vào chữ cài đặt là nó cài đặt bình thường thôi. Là sau đó thì anh em sẽ cài đặt được cái game đây. Đây chính là cái game Liên Quân 3 phiên bản Hàn Quốc. Tất cả mình sẽ ghi chi tiết ở bên phần mô tả ở bên dưới, anh em làm theo là được. Còn nói thì không có link nên mình chỉ nói qua thôi. Đó, anh em sẽ được game này. Và để chơi được game này anh em phải có một tài khoản, đó là tài khoản KakaoTalk. Đó, KakaoTalk. TalkTalk á. Đấy, KakaoTalk là có vàng này anh em ơi. Đấy, cái tài khoản này thì anh em chú ý là tải ở trên CS Play, anh em gõ KakaoTalk vào và anh em tải về thôi, rất là đơn giản. Sau đó anh em đăng ký bằng số điện thoại của mình, sau anh em xác nhận số điện thoại bằng cách là nó gửi tin nhắn về. Rồi sau đó anh em vào phần mềm quản cái phần mềm này, KakaoTalk này, anh em phần phần account ấy, anh em sẽ tạo thêm cái account cho nó gồm Gmail và mật khẩu. Gmail thì anh em sau khi điền Gmail vào thì nó sẽ bắt xác nhận Gmail. Rồi anh em sẽ được cái mã xác nhận, sau đó điền vào thì anh em sẽ tạo mật khẩu. Xong ok, anh em sẽ vào game để đăng nhập thôi, rất đơn giản. Đăng nhập email và mật khẩu vào là ok. Rồi anh em cùng thưởng thức. Và video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.